các đơn vị mạng.
Kính thưa các cụ, ông công các bà và nhân dân nước Quảng đã đến dự trong cùng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, dựa theo các thư tịch cổ như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lê Thị Tục Viên, Lê Hoàng Ngọc Phản, Lê Triều Đệ Nhị Công Chúa, vào đầu thế kỷ thứ 15, Công Chúa Lê Thị Ngọc Côi, con gái thứ hai của vua Lê Thái Tông, cháu nội của vua Lê Lợi, tức vua Lê Thái Tổ, được vua cha giao cho chiêu ơn dân lập lấp và đã đưa hai họ cũ họ Nguyễn lập lên văn quán trang từ chùa bắt đầu thế kỷ thứ 15. Trên cổng làng còn lưu lại ba chữ văn quán trang. Đây là Văn Quán, phường Văn Quán, cộng quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Sau khi tạo dựng cơ nghiệp bắt đầu và đã cùng nhân dân Văn Quán rước vài vị thần độc cước từ Sầm Sơn Thanh Hóa về lập đền thờ làm thần hộ mệnh cho bà và nhân dân Văn Quán. Sau khi công chúa mất đi, để tỏ lòng thành kính và ghi nhớ công ơn của bà, nhân dân Văn Quán đã chôn cất và xây mộ bà ngay sau đền thờ Đức Thánh Độc Tước, tôn thờ và thành Hoàng Ngạn. Theo sự tích núi Trường Lệ và thần Độc Tước do Sở Văn hóa Thông tin Thanh Hóa ấn hành năm 1989 và truyền thuyết lưu lại, thì thần Độc Tước là một vị thần linh thiêng được sinh ra trong vào hai phụ nữ bị nước cuốn trôi dạt vào bờ nằm tại xóm kẻ Trường như một con đê ngăn sóng dữ. Nhân dân trong vùng vô cùng thương xót, đem đất đá đắp lên thi hài bà thành một ngôi mộ. Và đứa con trong bụng nhưng ngạc nhiên thấy chẳng bao lâu có một cậu bé trong bụng mẹ bước ra biết đi. Cậu bé được nhân dân nuôi dưỡng trở thành một thanh niên khỏe mạnh phi thường, gọi mẹ là mẹ núi. Đang cùng nhân dân sản xuất trồng lúa ngô khoai sắn ra biển khơi đánh bắt hải sản. Để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, chàng cầu xin mẹ núi cho sức mạnh, dùng dìu tự xẻ đôi thân mình. Một nửa đất trải theo dân trải ngày ngày ra biển khơi đánh cá, một nửa đứng trên đầu núi canh giữ cho xóm làng luôn được bình yên. Từ đó nhân dân lập đền thờ tại đền Thượng, đền Hạ của thành phố Sầm Sơn. Đền Đồng Tước có từ đó hiện có 18 xã, 27 thôn thuộc 8 huyện có thờ thần. Theo tư liệu nói trên, nhân dân ta thần Độc Tước còn giữ mộng trợ giúp nhiều triều đại dẹp giặc yên dân. Năm 1853 đến năm cải cách thứ 9 năm 1924 ghi nhận công đức của thần Độc Tước giúp nước hộ dân rất đầy đủ và được ra phong là tượng cả thần vì thần cao cả tôn quý một bậc. Nhân dân Văn Quán tôn thờ Đức Thánh Văn Quán Trang. Các sáng kiến cho pháp, tôi xin trân trọng khai mạc lễ dâng hương. Thank you.
và làm lễ dân hương. Sau khi vào được lễ dân hương, theo vấn đề đoàn đại biểu của công ty xăng dầu và chương trình và làm lễ dân hương. Thank you.
Thank you.
thân không quý. Alo. Thuyền chúc nghề đọc chúc quý. Xin mời tất cả nhân dân đứng lên nghe chuyên chúc. Alo. Thank you.
Thank you.
Thank you.